Phẩm 8, Trường Thọ Dương, tụng ngày thứ 2, Tiểu Thổ Thành. Kệ tóm tắt: Trường Thọ Thiên Bát Niệm, Tịnh Bất Di Động Đạo, Úc Già Chi La Thuyết, Ba Nam Tử Sa La, Phạm Thiên Nghinh Thỉnh Phật, Thắng Lâm Thiên Ca Hy Na, Niệm Thân Chi Ly Di, Thượng Tôn Trưởng Lão Ngũ, Không Gai Và Chân Nhân, Thuyết Xứ Ở Sau Cùng. 72. Kinh Trường Thọ Dương Bổn Khởi. 73. Kinh Thiên. 74. Kinh Bát Niệm. 75. Kinh Tịnh Bất Động Đạo. 76. Kinh Úc Già Chi La. 77. Kinh Sa Kê Đế Tam Tộc Tánh Tử. 78. Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật. 79. Kinh Hữu Thắng Thiên. 80. Kinh Ca Hy Na. 81. Kinh Niệm Thân. 82. Kinh Chi Ly Di Lê. 83. Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên. 84. Kinh Vô Thích. 85. Kinh Chân Nhân. 86. Kinh Thuyết Xứ. 72. Kinh Trường Thọ Dương Bổn Khởi. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Câu Xá Di, trong giường của Sư La. Bấy giờ các tỳ kheo ở Câu Xá Di đã nhiều lần cãi giả nhau. Do đó Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo ở Câu Xá Di rằng: Này các tỳ kheo, các ngươi chớ cãi giả nhau. Vì sao? Nếu lấy tranh dứt tranh, đời nào dứt cho xong? Những nhục dứt hận thù, đó là pháp tối thượng. Vì sao? Này các tỳ kheo, thuở xưa có vua nước Câu Sa La tên Trường Thọ, lại có vua nước Gia Xá tên là Phạm Ma Đạt Đa. Hai vị quốc vương này đã nhiều lần gây chiến với nhau. Rồi quốc vương Phạm Ma Đạt Đa giấy quân với bốn loại quân là Tượng Quân, Mã Quân, Xa Quân và Bộ Quân. Sau khi giấy quân, vua Phạm Ma Đạt Đa đích thân kéo quân đi muốn gây chiến với vua Trường Thọ nước Câu Sa La. Vua Trường Thọ nước Câu Sa La nghe tin vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá vừa giấy quân với bốn loại quân là Tượng Quân, Mã Quân, Xa Quân và Bộ Quân. Sau khi bổ sung quân số cho bốn loại quân ấy, lại muốn giao chiến với mình. Vua Trường Thọ nước Câu Sa La nghe vậy cũng giấy quân với bốn loại quân là Tượng Quân, Mã Quân, Xa Quân và Bộ Quân. Sau khi giấy bốn loại quân, vua Trường Thọ nước Câu Sa La đích thân xuất quân dẫn đến tận biên giới, dàn trận giao chiến, tức thời đánh tan quân đối phương. Bấy giờ vua Trường Thọ nước Câu Sa La bắt trọn bốn loại quân của Phạm Ma Đạt Đa là Tượng Quân, Mã Quân, Xa Quân và Bộ Quân, lại bắt sống vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá. Bắt được liền phóng thích và nói với Phạm Ma Đạt Đa rằng: ông là nạn nhân cùng đường, nay ta tha cho, sau này chớ gây chiến nữa. Vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá lại ba lần giấy quân với bốn loại quân là Tượng Quân, Mã Quân, Xa Quân và Bộ Quân. Sau mỗi lần giấy quân với bốn loại quân, lại đích thân dẫn quân qua gây chiến với vua Trường Thọ nước Câu Sa La. Vua Trường Thọ nước Câu Sa La nghe tin vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá vừa giấy quân với bốn loại quân là Tượng Quân, Mã Quân, Xa Quân và Bộ Quân. Sau khi giấy quân, lại kéo đến gây chiến với mình. Vua Trường Thọ nghe tin như vậy liền nghĩ: ta đánh bại nó, cần gì đánh bại nữa? Ta đã hàng phục nó đâu đủ sức để hàng phục ta. Ta đã hại nó, cần gì phải hại nữa? Ta chỉ cần với một cây cung không cũng đủ hàng phục nó. Vua Trường Thọ nước Câu Sa La nghĩ như thế nên an nhiên, không cần giấy quân với bốn loại quân là Tượng Quân, Mã Quân, Xa Quân và Bộ Quân, và tự mình cũng không ra mặt trận. Bấy giờ vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá tiến quân đánh phá, bắt trọn bốn loại quân của vua Trường Thọ nước Câu Sa La là Tượng Quân, Mã Quân, Xa Quân và Bộ Quân. Vua Trường Thọ nghe tin Phạm Ma Đạt Đa vua nước Gia Xá đã tiến quân bắt trọn bốn loại quân của mình là Tượng Quân, Mã Quân, Xa Quân và Bộ Quân, lại nghĩ rằng: chiến tranh thật là kỳ quái, chiến tranh thật là bạo ác. Vì sao? Chiến thắng lâm sẽ bị chiến thắng lâm, chế phục sẽ bị chế phục, tàn hại sẽ bị tàn hại. Vậy ta nay hãy đơn thân dẫn một người vợ cùng đi một cỗ xe, chạy đến Ba La Nại. Rồi vua Trường Thọ nước Câu Sa La đơn thân dẫn một người vợ cùng đi trên một cỗ xe, chạy đến Ba La Nại. Vua Trường Thọ lại nghĩ:
tà này có lẽ là nên từ thôn này qua thôn kia, từ ấp này qua ấp nọ để cầu học rộng nghe nhiều. Nghĩ vậy, vua Trường Thọ liền thôn này qua thôn khác, từ ấp này qua ấp nọ, cầu học rộng nghe nhiều. Vì học rộng nghe nhiều nên vua đổi tên là Trường Thọ Bác Sĩ. Trường Thọ Bác Sĩ lại nghĩ, những gì đáng học ta đã học rồi, ta nên vào đô ấp Ba La Nại. Đến ở đường này hẻm kia với vẻ mặt tươi cười, tấu lên âm thanh vi diệu. Như vậy, các nhà hào quý ở Ba La Nại nghe được sẽ vô cùng hoan hỷ và vui thích. Nghĩ xong, Trường Thọ Bác Sĩ vào đô ấp Ba La Nại, đứng ở đường này hẻm nọ với vẻ mặt tươi cười, tấu lên âm thanh vi diệu, nên các nhà hào quý ở Ba La Nại nghe được điều rất hoan hỷ và lấy làm thỏa thích. Lúc ấy, các quyến thuộc của vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá, từ quyến thuộc ngoài xa đến quyến thuộc ở giữa, rồi đến quyến thuộc bên trong và đến Bà La Môn Quốc Sư, tất cả đều nghe. Khi được nghe, Bà La Môn Quốc Sư cho gọi Trường Thọ Bác Sĩ đến diện kiến. Bấy giờ Trường Thọ Bác Sĩ đi đến chỗ Bà La Môn Quốc Sư, đứng quay mặt về phía quốc sư với vẻ mặt vui tươi, tấu lên âm thanh vi diệu. Sau khi nghe, Bà La Môn Quốc Sư rất hoan hỷ và lấy làm thỏa thích. Bà La Môn Quốc Sư nói với Trường Thọ Bác Sĩ, từ hôm nay có thể nương tựa vào ta, ta sẽ cung cấp cho đầy đủ. Trường Thọ Bác Sĩ thưa rằng, thưa tôn giả, tôi còn có một người vợ, phải làm thế nào? Bà La Môn Quốc Sư nói với bác sĩ, bác sĩ, ông có thể đem đến ở nhà ta, ta sẽ cung cấp cho đầy đủ. Thế rồi Trường Thọ Bác Sĩ dẫn vợ mình đến trú tại nhà Bà La Môn Quốc Sư. Bà La Môn Quốc Sư liền chu cấp đầy đủ. Một thời gian sau, vợ của Trường Thọ Bác Sĩ trong lòng rầu rĩ nghĩ rằng, ước gì có bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua. Ta muốn xem khắp và cũng muốn uống nước mài gươm đao. Vợ của Trường Thọ Bác Sĩ nghĩ như vậy rồi, liền nói với Trường Thọ Bác Sĩ rằng, tôi cảm thấy trong lòng rầu rĩ, đang nghĩ thế này. Ước gì thấy có bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua. Ta muốn xem cùng khắp, lại cũng muốn uống nước mài dao. Trường Thọ Bác Sĩ nói với vợ rằng, khanh chớ nghĩ như vậy, vì sao? Chúng ta đã bị vua Phạm Ma Đạt Đa đánh bại. Khanh nhờ đâu mà thấy được bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua để khanh xem cùng khắp, và khanh lại được uống nước mài dao? Bà vợ lại nói, thưa tôn quân, nếu được như thế thì tôi còn hy vọng sống, nếu không chắc chắn phải chết chứ không có gì nghi ngờ nữa. Trường Thọ Bác Sĩ liền đến chỗ Bà La Môn Quốc Sư, đứng quay mặt về phía quốc sư, vẻ mặt sầu thảm, bằng tiếng nói ai oán mà tấu lên các khúc nhạc. Bà La Môn Quốc Sư nghe mà không được hoan hỷ. Bấy giờ Bà La Môn Quốc Sư hỏi rằng, này bác sĩ, trước kia ông đứng quay mặt về phía ta với vẻ mặt tươi vui mà tấu lên âm thanh vi diệu, nghe xong ta rất hoan hỷ, lấy làm vui thích. Này ông vì sao lại đứng quay về phía ta với vẻ mặt sầu thảm, bằng âm thanh ai oán mà tấu lên khúc nhạc, ta nghe không được hoan hỷ. Này Trường Thọ Bác Sĩ, thân ông không bệnh hoạn, ý ông không sầu não chứ? Trường Thọ Bác Sĩ thưa, thưa tôn giả, thân tôi không bệnh hoạn, nhưng ý tôi sầu não. Tôn giả, vợ tôi trong lòng rầu rĩ đã nghĩ thế này. Em muốn thấy bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua. Em muốn xem cùng khắp, lại cũng muốn uống nước mài dao. Tôi liền bảo rằng, khanh chớ nghĩ như thế, vì sao? Ta nay thế này, khanh nhờ đâu mà được bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua để khanh xem cùng khắp, và lại được uống nước mài dao? Vợ tôi lại nói rằng, thưa tôn quân, nếu được như thế thì tôi còn hy vọng sống, nếu không thì chắc chắn sẽ chết, không nghi ngờ gì nữa. Thưa tôn giả, nếu vợ tôi mà không toàn mạng thì sao nỡ? Bà La Môn Quốc Sư bảo rằng, này bác sĩ, vợ ông ta có thể gặp được không? Thưa tôn giả, có thể được. Thế rồi Bà La Môn Quốc Sư cùng với Trường Thọ Bác Sĩ đi đến chỗ bà vợ của bác sĩ.
Bấy giờ vợ của Trường Thọ bác sĩ mang thai một người con có đức. Bà La Môn quốc sư thấy vợ của Trường Thọ bác sĩ đang mang thai một người con có đức, nên quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay hướng về phía vợ của bác sĩ khen ba lần rằng: "Vua nước Kausala sẽ sanh, vua nước Kausala sẽ sanh." Rồi lại ra lệnh cho tả hữu không ai được phép tiết lộ cho người ngoài biết. Bà La Môn quốc sư nói tiếp: "Này bác sĩ, ông chớ ưu sầu. Ta sẽ cho vợ ông được thấy bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua, và cũng được uống nước mài dao." Rồi bà La Môn quốc sư đi đến chỗ Phạm Ma Đạt Đa, vua nước Gia Xá thưa rằng: "Tâu Thiên Dương nên biết cho rằng, có vị sao hữu đức xuất hiện. Mong Thiên Dương cho dàn bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ diễu hành và biểu dương quân y bằng nước mài dao. Mong Thiên Dương đích thân thị sát." Tâu Thiên Dương: "Nếu làm được như vậy thì chắc chắn có báo ứng tốt." Vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Tá liền ra lệnh cho tướng quân: "Các khanh nên biết, có vị sao hữu đức xuất hiện. Các khanh hãy tức khắc dàn bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ diễu hành, biểu dương quân y bằng nước mài dao. Ta sẽ đích thân quan sát. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn có báo ứng tốt." Bấy giờ tướng quân tuân lệnh vua, dàn bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ diễu hành, biểu dương quân y bằng nước mài dao. Vua Phạm Ma Đạt Đa liền đích thân thị sát. Nhờ đó, vợ của Trường Thọ bác sĩ thấy được bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua, để biểu dương và cũng được uống nước mài dao. Sau khi uống nước mài dao, lòng sầu muộn liền tiêu. Tiếp đến hạ sanh người con có đức, đặt tên tự là Trường Sanh Đồng Tử, gửi cho người khác bí mật nuôi đấng và lần hồi lớn khôn. Nếu có các vị vua Xá Lị đảnh sanh chỉnh trị thiên hạ với một quốc độ lớn, có đủ các tài nghệ như cưỡi voi, chế ngự, dông xe, chơi bắn cung, đánh bài tay, ném dây, ném móc câu, ngồi kiệu, các thứ tài nghệ tuyệt diệu như thế, Trường Sanh Đồng Tử đều biết đầy đủ. Với tất cả các loại xảo diệu này, nếu Trường Sanh đụng đến, thảy đều vượt hẳn mọi người, dũng mãnh và cương nghị hơn đời, thông minh xuất chúng. Bao nhiêu điều bí ẩn sâu xa, không có điều gì là không thông suốt tinh tường. Lúc ấy, Phạm Ma Đạt Đa nghe tin Trường Thọ vua nước Kausala đổi tên là bác sĩ và đang ở tại Ba La Nại, liền ra lệnh cho tả hữu: "Các khanh hãy cấp tốc đến bắt Trường Thọ vua nước Kausala, trói thúc ghé hai tay, bỏ lên lừa chở đi, đánh trống lớn tiếng như tiếng lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết, rồi dẫn ra khỏi cửa thành hướng nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao mà cực vấn." Cận thần tả hữu vâng lệnh, liền đến bắt Trường Thọ. Vua nước Kausala trói hai tay ra đằng sau, bỏ lên lừa chở đi, đánh trống lớn tiếng như lừa kêu, tuyên bố khắp nơi biết, rồi dẫn ra cửa thành phía nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao rồi cực vấn. Lúc ấy, Trường Sanh Đồng Tử đi theo cha, lúc bên tả, lúc bên hữu, thưa với cha rằng: "Thiên Dương chớ sợ, Thiên Dương chớ sợ, con ở đây, chắc chắn cứu được, chắc chắn cứu được." Trường Thọ vua nước Kausala bảo con: "Đồng tử nên nhẫn, đồng tử nên nhẫn, chớ khởi quán kết mà phải thực hành nhân từ." Mọi người nghe vua Trường Thọ nói như vậy liền hỏi: "Vua muốn nói những gì như thế?" Vua nói: "Đồng tử này thông minh, chắc chắn hiểu lời ta nói." Thế rồi Trường Sanh Đồng Tử khuyên những người hào quý trong thành Ba La Nại rằng: "Chư vị, hãy bố thí tu phước mà chú nguyện cho vua Trường Thọ nước Kausala, đem phước thí ấy cầu nguyện cho vua Trường Thọ nước Kausala được an ổn, giải thoát." Bấy giờ các nhà hào quý trong thành Ba La Nại, theo lời khuyến khích của Trường Sanh Đồng Tử, bố thí, tu phước, chú nguyện cho vua Trường Thọ nước Kausala, đem phước thí ấy cầu nguyện cho vua Trường Thọ an ổn, giải thoát. Vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá nghe các nhà hào quý trong thành Ba La Nại này bố thí, tu phước, chú nguyện cho vua Trường Thọ nước Kausala, đem phước thí ấy cầu nguyện cho vua Trường Thọ được an ổn, giải thoát, vô cùng sợ hãi, tóc lông dựng đứng, nghĩ rằng:
mong những nhà hào quý trong thành Ba La Nại này không phản lại ta chăng? Nhưng hãy gác lại việc kia, nay ta trước hết phải cấp tốc tiêu diệt sự việc này. Rồi vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá hạ lệnh cho Tả Hữu: các khanh hãy cấp tốc đi giết vua Trường Thọ nước Câu Sa La, chặt ra làm 7 đoạn. Cận thần Tả Hữu vâng lệnh, liền đi giết vua Trường Thọ, chặt thành 7 đoạn. Bấy giờ Trường Sanh Đồng Tử nói với các nhà hào quý trong thành Ba La Nại rằng: các vị xem đấy, vua nước Gia Xá Phạm Ma Đạt Đa tàn ác vô đạo, nó chặt cha ta. Vua Trường Thọ nước Câu Sa La là người vô tội, nó cướp đoạt kho tàng tài sản của nước ta, vì thù hận cay độc mà giết người, chặt thành 7 đoạn một cách oan uổng. Các vị nên đến dùng lụa mới quấn nhiều lớp, bọc kín thi hài 7 đoạn liệm cho cha ta, dùng tất cả các cây hương thơm chất đống để quả táng và lập miếu đường để thờ. Phải vì cha ta mà gửi thơ cho Phạm Ma Đạt Đa nói rằng: Trường Sanh Đồng Tử, con vua nước Câu Sa La báo cho vua biết, người không sợ sau này con cháu gieo quả cho chăng? Rồi thì những nhà hào quý ở thành Ba La Nại theo lời khuyên của Trường Sanh Đồng Tử, dùng lụa mới xếp nhiều lớp liệm lấy thi hài 7 đoạn ấy, dùng các loại hương thơm chất đống quả táng rồi lập miếu mà thờ, và cũng viết thơ gửi cho Phạm Ma Đạt Đa nói rằng: Trường Sanh Đồng Tử, con vua nước Câu Sa La bảo rằng, người không sợ sau này bị con cháu gieo quả cho chăng? Bấy giờ vợ của vua Trường Thọ nói với Trường Sanh Đồng Tử: con nên biết, vua nước Gia Xá là một Phạm Ma Đạt Đa, là kẻ tàn bạo, vô đạo, bắt cha con là vua Trường Thọ nước Câu Sa La là người vô tội, cướp đoạt kho tàng tài sản của nước con, lại vì thù hận cay độc giết người, chặt ra 7 đoạn một cách oan uổng. Này Đồng Tử, con hãy đến đây cùng ta, dòng một chiếc xe chạy ra khỏi Ba La Nại này, nếu không đi thì tai họa sẽ đến với con. Thế rồi vợ của Trường Thọ cùng với Đồng Tử cùng dòng một chiếc xe chạy ra khỏi Ba La Nại. Bấy giờ Trường Sanh Đồng Tử nghĩ rằng: ta nên đến thôn này qua thôn kia để cầu học rộng nghe nhiều. Nghĩ xong, Trường Sanh Đồng Tử liền đi từ thôn này qua thôn nọ để cầu học rộng nghe nhiều. Vì học rộng nghe nhiều nên đổi tên khác là Trường Sanh Bác Sĩ. Trường Sanh Bác Sĩ lại nghĩ: điều cầu học ta đã học xong, có lẽ ta nên vào đô ấp Ba La Nại, đứng ở đường này hẻm nọ với vẻ mặt tươi cười, tấu lên âm thanh vi diệu. Như vậy các nhà hào quý ở Ba La Nại nghe được sẽ hoan hỷ và cảm thấy vui thích. Nghĩ vậy, Trường Sanh Bác Sĩ liền vào đô ấp Ba La Nại, đứng ở đường này hẻm nọ với vẻ mặt vui tươi, tấu lên âm thanh vi diệu. Các nhà hào quý ở Ba La Nại nghe được, hoan hỷ vô cùng và cảm thấy vui thích. Bấy giờ, các quyến thuộc của vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá, từ quyến thuộc ngoài xa đến quyến thuộc khoảng giữa và quyến thuộc bên trong, Bà La Môn Quốc Sư lần hồi thấu đến tay vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá. Sau khi nghe đến, vua liền gọi vào diện kiến. Thế rồi Trường Sanh Bác Sĩ đi đến chỗ vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá, đứng quay về phía vua với vẻ mặt tươi cười, tấu lên bằng âm thanh vi diệu. Vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá nghe như thế hoan hỷ vô cùng, lấy làm vui thích. Rồi vua Phạm Ma Đạt Đa nói với bác sĩ rằng: khanh từ nay có thể nương tựa vào ta, ta sẽ cung cấp cho đầy đủ. Khi ấy Trường Sanh Bác Sĩ nương tựa vào vua và được cung cấp đầy đủ. Về sau vua lại hết lòng tín nhiệm, giao phó công việc, đem kiếm hộ thân trao cho Trường Sanh Bác Sĩ. Vào một lúc, Phạm Ma Đạt Đa vua nước Gia Xá bảo người đánh xe: người hãy sửa soạn xa giá, ta muốn đi săn bắn. Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa giá xong trở lại tâu rằng: con đã sửa soạn xa giá xong, xin theo ý thiên dương. Thế rồi Phạm Ma Đạt Đa vua nước Gia Xá và Trường Sanh Bác Sĩ cùng ngồi vào cổ xe ra đi. Trường Sanh Bác Sĩ nghĩ rằng: Phạm Ma Đạt Đa vua nước Gia Xá tàn bạo, vô đạo, nó bắt cha ta là vua Trường Thọ nước Câu Sa La là người vô tội, lại cướp đoạt kho tàng tài sản của ta, và vì thù hận cay độc mà giết người, chặt ra 7 đoạn một cách oan uổng. Ta bây giờ nên đánh xe tách ra khỏi 4 loại quân, đi đến một nơi khác. Khi ấy vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá
vì vất vả trải qua con đường lầy lội, gió nóng bức bách nên cảm thấy khát nước, mệt nhọc quá đỗi, muốn nằm liền xuống xe, gối vào đầu gối của Trường Sanh bác sĩ mà ngủ. Trường Sanh bác sĩ nghĩ rằng Phạm Ma Đạt Đa vua nước Gia Xá này vô đạo, tàn bạo. Nó bắt cha ta là vua Trường Thọ nước Câu Sa La là người vô tội, lại cướp đoạt kho tàng tài sản của nước ta, và vì thù hận cay độc mà giết người, chặt ra bảy đoạn một cách oan uổng. Thế mà ngày nay nó đã nằm trong tay ta, ta phải báo quán. Trường Sanh bác sĩ nghĩ như vậy, liền tuốt gươm báo, dí vào cổ Phạm Ma Đạt Đa vua nước Gia Xá mà nói rằng: "Này ta giết ngươi, này ta giết ngươi." Trường Sanh bác sĩ lại nghĩ: "Ta không làm đúng, vì sao?" Nhớ lại ngày trước, khi ngồi dưới cây nêu cao, vào phút sắp lâm chung, cha ta đã bảo ta rằng: "Đồng tử hãy nhẫn, đồng tử hãy nhẫn, chớ khởi quán kết mà phải thực hành nhân từ." Nhớ lại như vậy, bác sĩ bèn thu gươm tra vào vỏ. Trong lúc đó, vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá mộng thấy Trường Sanh đồng tử, con vua Trường Thọ nước Câu Sa La cầm gươm bén dí vào cổ mình mà nói rằng: "Này ta giết ngươi, này ta giết ngươi." Thấy vậy, vua sợ hãi, tóc lông dựng đứng, liền kinh hoàng chợt tỉnh, nói với Trường Sanh bác sĩ: "Ngươi có biết không, ta trong chiêm bao thấy Trường Sanh đồng tử, con vua Trường Thọ nước Câu Sa La, tay cầm kiếm bén dí vào cổ ta mà nói rằng: "Này ta giết ngươi, này ta giết ngươi." Nghe xong, Trường Sanh đồng tử thưa rằng: "Thiên Dương chớ sợ, Thiên Dương chớ sợ, vì sao?" "Trường Sanh đồng tử, con vua Trường Thọ nước Câu Sa La chính là thần đây." "Thiên Dương, thần nghĩ rằng Phạm Ma Đạt Đa vua nước Gia Xá tàn bạo vô đạo, bắt cha ta một người vô tội lại cướp đoạt kho tàng tài sản của nước ta, vì thù hận cay độc mà giết cha ta, chặt người ra làm bảy đoạn một cách oan uổng. Mà nay chính nó đã nằm trong tay ta, ta nghĩ phải báo quán." Tô Thiên Dương: "Thần liền rút gươm dí vào cổ Thiên Dương mà nói rằng: "Này ta giết ngươi, này ta giết ngươi." Thiên Dương, thần lại nghĩ: "Ta làm không đúng, vì sao?" Nhớ ngày trước, ngồi dưới cây nêu cao, vào phút sắp lâm chung, cha ta đã bảo rằng: "Đồng tử hãy nhẫn, đồng tử hãy nhẫn, chớ khởi quán kết mà phải thực hành nhân từ." Nhớ lại như vậy nên thần thu gươm tra vào vỏ. Vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá nói rằng: "Này đồng tử, khanh nói rằng đồng tử hãy nhẫn, đồng tử hãy nhẫn, ta đã rõ nghĩa ấy. Nhưng đồng tử lại nói chớ khởi quán kết mà phải thực hành nhân từ là nghĩa thế nào?" Trường Sanh đồng tử đáp: "Tâu Thiên Dương, chớ khởi quán kết mà phải thực hành nhân từ chính là việc làm này vậy." Nghe xong, vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá nói rằng: "Này đồng tử, ngày hôm nay ta đem đất nước mà ta đang chỉnh lãnh trao hết cho khanh, vì sao?" "Vì khanh đã làm một việc quá khó, là đã ban ân huệ cho mạng sống của ta." Trường Sanh đồng tử nghe vậy liền thưa: "Bổn quốc của Thiên Dương thì thuộc về Thiên Dương, bổn quốc của thân phụ hạ thần thì mới có thể giao hoàng lại cho hạ thần." Bấy giờ vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá cùng với Trường Sanh đồng tử lên xe trở về, vào thành Ba La Nại. Ngồi trên chánh điện, vua bảo các cận thần: "Này các khanh, nếu bắt gặp Trường Sanh đồng tử, con vua Trường Thọ nước Câu Sa La, thì các khanh sẽ xử sự như thế nào?" Cận thần nghe vậy, có người tâu rằng: "Tâu Thiên Dương, nếu bắt gặp nó thì sẽ chặt tay." Có người lại tâu: "Tâu Thiên Dương, nếu bắt gặp nó thì chặt chân." Có người tâu: "Tâu Thiên Dương, nếu bắt gặp nó thì giết." Vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá nói rằng: "Các khanh, muốn gặp Trường Sanh đồng tử, con vua Trường Thọ nước Câu Sa La thì ở đây này. Các khanh chớ khởi ác ý với đồng tử này, vì sao?" "Vì đồng tử đã làm một việc rất khó, là đã tha mạng sống cho ta." Thế rồi vua Phạm Ma Đạt Đa nước Gia Xá dùng nước tắm gội của vua tắm gội cho Trường Sanh đồng tử, cho thoa bằng bột hương của vua
cho mặc y phục của vua, mời ngồi lên ngự sàn bằng vàng. Đích thân vua Phạm Ma Đạt Đa và vợ con trở về bổn quốc. Này tỳ kheo, các quốc dương sắc lỵ đảnh sanh ấy làm chủ đại quốc, chỉnh trị thiên hạ mà tự thực hành hạnh nhẫn nhục, tự thực hành từ tâm, lại xưng tán từ tâm, tự ban ân huệ, lại xưng tán ân huệ. Này chư tỳ kheo, các tỳ kheo cũng nên làm như vậy. Các ngươi đã chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, hãy nên thực hành hạnh nhẫn nhục, lại xưng tán nhẫn nhục, tự thực hành từ tâm, lại xưng tán từ tâm, tự ban ân huệ, lại xưng tán ân huệ. Bấy giờ các tỳ kheo nghe Đức Phật thuyết như vậy, có vị bạch rằng: Thế Tôn là pháp chủ, nay bồn Thế Tôn cứ ở yên vậy, vị ấy nói hành con làm sao không nói hành vị ấy được? Lúc đó Đức Thế Tôn không vui vì việc làm của các tỳ kheo Câu Xá Di, với những oai nghi lễ tiết mà họ đã học đã tập, ngài từ chỗ ngồi đứng dậy nói bài kệ tụng: Với bao nhiêu lời nói phá hoại chúng tối tôn, khi phá hoại thánh chúng không ai can dứt nổi, nát thân và mất mạng, kẻ cướp đoạt ngựa trâu, tài sản và quốc gia, họ còn hay hòa thuận, huống ngươi vài tiếng cãi, sao không chịu thuận hòa, không suy chân nghĩa xa, quán kết làm sao giải, mạ lị trách nhau mãi, mà biết chế thuận hòa, nếu suy chân nghĩa xa, quán kết tất giải được, thù hận dứt hận thù, đời nào dứt cho xong, nhẫn nhục dứt hận thù, đó là pháp tối thượng, sân với bậc thượng trí, nói toàn lời vô lại, phỉ báng thánh mâu ni, thấp hèn không chút tuệ, người khác không rõ nghĩa, riêng ta biết mà thôi, người rõ nghĩa là ai, người này dứt sân nhuế, nếu được gặp bạn trí, nhất định kết đồng tu, xả ý chấp xưa kia, quan hỷ thường theo đến, nếu không gặp bạn trí, hãy tu riêng một mình, như vua nghiêm trị nước, như voi lẻ rừng vắng, độc hành chớ làm ác, như voi lẻ rừng vắng, độc hành là tốt nhất. Đừng hội kẻ vô đức, học không gặp bạn tốt, không cùng ai ngang mình, hãy cô độc chuyên tinh, đừng hội kẻ vô đức. Lúc Đức Thế Tôn thuyết bài tụng này xong, ngài dùng như ý túc cởi hư không mà đi đến thôn Bà La Lâu La. Ở thôn Bà La Lâu La có tôn giả Bà Cửu, người họ Thích, ngày đêm không ngủ, tinh cần hành đạo, chí thành thường định tĩnh, an trú trong đạo phẩm. Tôn giả Bà Cửu từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, khi đã trông thấy liền nghênh tiếp, đỡ lấy y bát của ngài, trải giường múc nước rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, ngài lên chỗ ngồi của Bà Cửu người họ Thích. Ngồi xong, ngài nói: Tỳ kheo Bà Cửu, ngươi thường an ổn, không hề thiếu thốn chăng? Tôn giả Bà Cửu trả lời: Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có thiếu thốn. Đức Thế Tôn lại hỏi: Thế nào là an ổn, không có thiếu thốn? Tôn giả Bà Cửu đáp: Bạch Thế Tôn, con ngày đêm không ngủ, tinh tấn hành đạo, chí hành thường định tĩnh, an ổn vào đạo phẩm. Bạch Thế Tôn, như vậy con thường an ổn, không có thiếu thốn. Đức Thế Tôn lại nghĩ: Thiện nam tử này sống cuộc đời an lạc, ta nên thuyết pháp cho y. Nghĩ vậy, ngài liền thuyết pháp cho tôn giả Bà Cửu, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ cho vị ấy, ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến rừng hộ tự. Đến dưới gốc cây, ngài trải ni sư đàn ngồi kiết già. Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại nghĩ rằng: Ta đã thoát được nhóm tỳ kheo ở Câu Xá Di, một nhóm luôn luôn tranh chấp nhau, chèn ép nhau, thù nghịch nhau, hờn giận nhau, cãi giả nhau. Ta không quan hỷ nghĩ đến phương ấy, nơi mà nhóm tỳ kheo Câu Xá Di đang trú. Ngay lúc đó có một con voi, chúa của đàn voi, tách rời đàn, sống một mình, cũng đến rừng hộ tự. Vào rừng hộ tự,
đến đứng dưới gốc cây Hiền Sa La. Khi ấy, voi chúa nghĩ rằng, ta đã thoát được bọn voi kia, voi cha, voi mẹ, voi con lớn nhỏ. Bọn voi ấy thường đi đến trước, dẫm lên cỏ và làm vấy bẩn nước. Ta bấy giờ ăn cỏ bị dẫm đạp ấy, uống nước vẫn đục kia. Ta nay ăn cỏ mới, uống nước trong. Lúc ấy, Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết ý nghĩ trong lòng voi lớn kia, liền nói bài tụng. Một voi với một voi, cụm dốc ngà chân đủ, tâm này như tâm kia, rừng sâu vui độc trú. Khi ấy, Đức Thế Tôn từ rừng Hộ Tự mang y cầm bát đi đến rừng Ban Na Mạng Xà Tự. Bấy giờ có ba thiện nam tử trú trong rừng Ban Na Mạng Xà Tự là Tôn giả A Nan Luật Đà, Tôn giả Nan Đề, Tôn giả Kim Tỳ La. Các tôn giả ấy sống như vậy: nếu ai khất thực trở về trước, người đó trải giường, múc nước để rửa chân, để sẵn chậu, đặt sẵn đòn rửa chân và khăn lau chân, lưu nước uống. Nếu những gì khất thực có thể dùng hết thì dùng hết, nếu còn dư thì đổ vào hũ đầy kính cất. Ăn xong dọn bát, cất, rửa tay chân, lấy ni sư đàn dắt lên vai, vào thất tỉnh tọa. Ai khất thực về sau, nếu dùng hết thì dùng, nếu thiếu thì lấy đồ ăn khất thực được của người trước dùng cho đủ. Nếu dư thì đổ vào đất sạch hay nước không có trùng, rồi đem bình bát rửa sạch, lau khô và cất vào một góc, thu dọn giường chiếu, dẹp đòn rửa chân và lưu nước uống, ghè nước rửa tay và quét dọn nhà ăn. Sau khi tẩy sạch những rác bẩn ấy và thu xếp y bát, rửa tay chân, lấy ni sư đàn dắt lên vai, vào thất tỉnh tọa. Đến lúc xế, các tôn giả ấy, nếu có vị nào từ chỗ tỉnh tọa dậy trước, thấy lưu nước uống và ghè nước rửa tay trống rỗng, không có nước thì mang đi lấy. Nếu xách về nổi thì xách đến để một gốc. Nếu xách không nổi thì lấy tay dãy một tỳ kheo nữa, mỗi người khiêng một bên, không ai nói chuyện với nhau. Các tôn giả ấy cứ 5 ngày tụ tập lại một lần, cùng nhau bàn về pháp và im lặng theo pháp bậc thánh.